Trịnh Mỹ Thái Nhật kính chào quý khán thính giả của Người Việt TV và xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019. Và trong phần tin đầu tiên cho hay, một bé gái 10 tuổi được tìm thấy chết cho tự tử tại nhà ở thành phố Santa Ana, Nam California vào trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 10. Kính thưa quý vị, cảnh sát hiện đang mở cuộc điều tra vì nghi nạn nhân bị bắt nạt. Theo đài truyền hình địa phương KCBS, thì báo cáo của Sở Cảnh sát Santa Ana cho biết thi thể của em nhỏ này được người em gái 9 tuổi tìm thấy Hàng xóm cho hay họ vẫn thấy bé gái này chơi đùa với các em và không thấy có dấu hiệu gì khác thường. Một bạn học của nạn nhân khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình nói rằng bạn của mình luôn vui tươi, thân thiện với các bạn cùng lớp. Các chuyên gia tư vấn tâm thần được đưa đến trường tiểu học Hazard, nơi nạn nhân từng theo học. Các chuyên gia dự trù sẽ hiện diện tại trường trong suốt tuần lễ. Học khu Garden Grove nói rất đau buồn khi biết về cái chết của học sinh nhưng cũng khẳng định là họ đã điều tra và không thấy có chỉ dấu nào cho thấy có tình trạng bắt nạt xảy ra trong trường. Và sau đây là phần tin địa phương ở California. cái thú vị một trận động đất 4.5 độ Richter xảy ra ở miền Bắc California làm chấn động vùng vịnh San Francisco vào tối thứ hai ngày 14 tháng 10 lúc 10 giờ 33 phút tối ở Walnut Creek, cách Oakland khoảng 24 dặm. Trước khi trận động đất 4.5 độ Richter xảy ra, thì một trận nhỏ hơn với cấp độ là 2.5 xảy ra lúc 9 giờ 23 phút. Cơ quan khí tượng National Weather Service cho biết trận động đất này không đủ mạnh để tạo ra sóng thần. USGS cho hay nhiều cư dân ở những nơi xa tâm chấn như là Santa Rosa, Stockton và San Jose bị báo rung. Giới hữu trách Bắc California cho rằng một trận động đất cấp độ 4.5 có thể xảy ra trong tuần tới là 2% và sẽ mang lại nhiều dư chấn. Và quay sang Nhật Bản thì các quý vị số người thiệt mạng trong cơn bão nghiêm trọng nhất từng tấn công Nhật Bản trong nhiều thập kỷ đã tăng lên 66 khi những nhân viên cấp cứu vùi mình trong bùng và các mảnh vỡ để tìm kiếm những người mất tích và hàng ngàn ngôi nhà vẫn chưa có điện hoặc có nước. Các thưa vị, theo đài truyền hình NHK cho biết, 15 người vẫn mất tích gần 3 ngày sau khi cơn bão Hagibis tràn vào miền Trung và miền Đông của Nhật Bản. Hơn 200 người bị thương trong cơn bão. Khoảng 138.000 hộ gia đình không có nước trong khi 24.000 hộ thiếu điện. Số liệu này tuy giảm từ hàng nghìn người ban đầu không có điện nhưng vẫn là một nguyên nhân gây ra sự lo sợ ở các khu vực phía Bắc nơi nhiệt độ đang giảm các thú vị số lượng thương vong cao nhất là ở quận Fukushima ở phía bắc Tokyo, ít nhất là 25 người thiệt mạng, đa số là người cao tuổi. Và quay sang phần tin Việt Nam, thì cái thú vị tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, một quầy bán thịt ở đó đã bị cảnh sát bắt vì mua heo nái từ các nơi về tẩm huyết, ướp chất tạo mùi giống như thịt bò rồi đem ra chợ bán. VN Express cho biết chủ của quầy bán thịt này là ông Nguyễn Đình Tân, 37 tuổi. Hôm 13 tháng 10, thì Cảnh sát Môi trường cùng cơ quan thú y kiểm tra quầy bán thịt bò của ông ở chợ Phan Thiết phát hiện là 54 kg thịt và 26.5 kg giò móng biến màu, bốc mùi và xác định là thịt bò giả. Tại nhà ông này ở xã Hàng Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, công an tìm thấy là 360 kg thịt trong hai tủ đông cùng nhiều dụng cụ và hóa chất làm giả thịt bò. VN Express cũng dẫn lời một chế chức điều tra cho biết, ông Tân bán thịt bò từ 9 năm nay. Ngoài bán trực tiếp tại các chợ phân thiết, ông này còn bỏ mối cho một số bạn hàng ở tỉnh Phú Yên. Chuyên Minh Thái Nhật tường trình cho Người Việt TV với bản tin tổng hợp chiều hôm nay.